Mình xin chào các bạn nha, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ rất là rảnh, mình sẽ ngồi giới thiệu cho các bạn những món đồ mình đã làm trong suốt thời gian qua. Đó là cái lon này, này. Okay. Mình sẽ ngồi giới thiệu những cái món đồ mình đã làm trong suốt thời gian qua cho các bạn xem nha. Ví dụ như là lon này, các bạn có thể thấy đây chính là chiếc lon của mình đó. Các bạn có thể thấy đây chiếc lon của mình, nó được làm bằng lon bia nha các bạn. Mình không nhớ là cái lon bia mình lấy ở dưới nhà mình nên mình cắt thành những chiếc lon như này là các bạn đó, các bạn có thể thấy đó. Chiếc lon này mình làm khá là lâu rồi, tại vì mình làm khoảng 1-2 tuần nay rồi đó. Tiếp đến sẽ là chiếc ấm chén này nha các bạn. Cái này chúng ta có thể rót nước này. Những cái đồ tái chế này các bạn không nên bỏ đi nha các bạn. Có thể dùng tái chế lại thành những cái món đồ trong nhà như là ấm chén này. Đó. Cách làm đơn giản thôi các bạn ạ. Lấy kéo này các bạn mài nhọn đi nha các bạn. Đó các bạn mài nhọn đi nha các bạn. Các bạn mài nhọn đi, xong các bạn lấy keo này các bạn đổ vào đây. Đó. Rất là đơn giản thôi. Tiếp sau đó là cái son này mình cũng làm từ lon bia đốt. À đâu, không phải, đây là lon coca nha các bạn. Cái lon này mình làm từ lon coca. Các bạn cắt 1/4 cái lon coca cho các bạn làm hai cái tay đó này. Đó, các bạn làm hai cái tay. Chúng ta có thể cho nước ở đây, chúng ta đổ ở đây và chúng ta đun sôi lên nha các bạn. Đó, các bạn có thể đun sôi lên rồi. Tiếp đến là cái lon này. Đó, các bạn có thể thấy đây chính là chiếc đây chúng tôi gọi là cái chảo nha các bạn. Đó, chúng ta có thể gọi đây là cái chảo. Bạn có thể dán trứng này, làm tất cả các đồ các bạn muốn. Đó, các bạn có thể dán trứng, các bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn. Đó, anh em thấy video mình hay thì quên like, ấn subscribe kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn. Các bạn để tham khảo, các bạn học theo, các bạn có thể tái chế thành nấu đồ ăn cho em bé này chẳng hạn. Các bạn có thể nấu đồ ăn cho em bé chẳng hạn. Thì video của mình như thế kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên ấn like, subscribe kênh ủng hộ nha. Chào các bạn, bye bye.